Hãy ngừng chạy theo tiền bạc, tình yêu hay thành công. Thay vào đó, hãy sử dụng 5 câu thần chú mantra mà Jenny sẽ hướng dẫn trong video này để khiến những điều đó chạy theo bạn. Bởi vì trước đây Jenny cũng đã từng mắc sai lầm này khi mà mình cứ theo đuổi những thứ đó. Thế nhưng sự thật là nếu như bạn chạy theo một điều gì, nghĩa là bạn đang đi ngược lại với cách mà luật hấp dẫn hoạt động. Vì thế chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này và thực hành 5 câu thần chú mà Jenny sẽ chỉ các bạn trong video này nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Jenny. Chúng ta lại gặp nhau trong video chuyên sâu về luật hấp dẫn vào chủ nhật hàng tuần. Trong video hôm nay, Jenny muốn chia sẻ với các bạn về 5 câu mantra quyền lực nhất khi áp dụng với luật hấp dẫn. Bởi vì đã có lần khi mà Jenny ngồi nhìn lại về những gì mà Jenny đã thu hút được trong những năm vừa qua và cảm thấy những thứ này quả thật là kỳ diệu vô cùng. Khi mà Jenny có thể thu hút được tiền bạc, thành công hay training một đội tuyển vô địch, hay có một công việc mơ ước và có những mối quan hệ tuyệt vời, làm việc với những nghệ sĩ celeb nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Và hầu như là Jenny đã thu hút được những điều đó một cách rất đơn giản, dễ dàng mà không tốn quá nhiều sức lực. Và Jenny suy nghĩ rằng làm thế nào để Jenny có thể truyền tải được những điều này, những hiểu biết này đến cho các bạn một cách dễ hiểu nhất, đặc biệt là khi mà những câu mantra mà Jenny sử dụng đều là tiếng Phạn cổ. Thế nhưng, có một điều mà chúng ta cần hiểu rằng tất cả đều là năng lượng mang tần số rung động riêng, và những câu mantra này đều mang những tần số rung động đặc biệt đã được tụng qua hàng ngàn năm. Nên nếu như chúng ta có thể kết nối với những câu thần chú này bằng cảm xúc và rung động khi đọc lên, thì nó đều có thể giúp cho chúng ta biến đổi tần số năng lượng và thu hút được những gì mà mình mong muốn một cách nhanh chóng. Vì thế, các bạn nhớ theo dõi đến hết video này để biết và thực hành theo những điều mà Jenny sẽ chia sẻ nhé. Ok, để hiểu được những điều này thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy ra một ví dụ về việc theo đuổi tình yêu. Chẳng hạn như có rất nhiều bạn hay gặp phải tình trạng là khi bạn theo đuổi một người nào đó như là crush hay là người yêu, bạn trai, bạn gái cũ của bạn, thì điều thường xảy ra đó là khi bạn càng theo đuổi thì người đó lại càng cố chạy xa khỏi bạn. Bạn càng muốn níu kéo người ta thì người ta càng muốn rời bỏ đi. Và điều này cũng tương tự với tiền bạc. Đó là mỗi khi mà bạn càng khổ sở về tiền bạc, bạn càng stress, bạn càng căng thẳng và cố gắng hết sức để kiếm tiền thì tiền bạc lại càng rời xa bạn. Thế nhưng có những lúc khi mà bạn trở nên thư giãn, đầu óc thoải mái, không nghĩ về nó nữa, thì đột nhiên bạn nhận được những số tiền bất ngờ, hay là những hợp đồng, những job làm việc có thể giúp cho bạn kiếm được rất nhiều tiền một cách bất ngờ. Hoặc là khi mà bạn đang vui vẻ chẳng hạn, bạn hài lòng với cuộc sống của mình nhất, thì bạn đột nhiên gặp được một người đàn ông hay là một người con gái vô cùng hợp gu của bạn mà bạn đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Hoặc một ví dụ khác đó là với một số người, họ đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, một khoản tiền bất ngờ, đó có thể là từ khách hàng hay là từ một người nào đó trả nợ cho họ một món nợ mà từ nhiều năm trước tưởng chừng như là đã quên rồi. Thế nhưng ngược lại thì có những lúc khi mà bạn cảm thấy rất túng thiếu và bạn cố gắng hết sức để kiếm từng đồng để trả nợ thì nợ nần cứ liên tục ập tới bạn. Vậy thì nguyên nhân của tất cả những thứ này là gì? Đó chính là do năng lượng của bạn đang ở trong tần số rung động của sự tuyệt vọng. Bạn phải nhớ rằng khi mà bạn đang cảm thấy tuyệt vọng vào một điều gì đó, như vậy sẽ rất khó để bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn, bởi vì lúc đó bạn đã chuyển sang chế độ gọi là tư duy khan hiếm, thiếu thốn. Nó là sự trái ngược của tư duy giàu có, thịnh vượng. Tư duy khan hiếm thiếu thốn có nghĩa là bạn sẽ luôn suy nghĩ kiểu mình túng thiếu quá, mình muốn điều này quá, mình muốn điều kia quá, nó đâu rồi, tại sao vũ trụ chưa gửi nó đến cho mình. Vì thế nếu như bạn có tư duy như vậy thì câu hỏi là bạn có đang thực sự tin tưởng vào vũ trụ không, hay là bạn đang cảm thấy nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi. Và hầu hết trong mỗi trường hợp thì nếu bạn đã có tư duy khan hiếm như vậy rồi thì bạn chính là đang nghi ngờ và sợ hãi, bạn không có niềm tin. Trong khi đó, niềm tin lại chính là điều kiện quan trọng nhất để bất cứ điều kỳ diệu nào có thể xảy ra cho cuộc sống của bạn. Giống như trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã từng nói rằng nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, các ngươi có thể bảo núi này hãy dời từ đây sang kia thì nó sẽ dời qua, và không việc gì các ngươi chẳng làm được. Và không chỉ trong Kinh Thánh mà trong tất cả các văn tự cổ của tất cả mọi tôn giáo đều luôn nhắc đến điều này. Vậy thì dựa vào đâu mà bạn lại không tin điều đó chứ? Do đó nếu như bạn có thể sử dụng những câu thần chú, mantra hay lời khẳng định tụng niệm hàng ngày thì nó có thể giúp thay đổi mọi thứ xung quanh. Lý do là bởi vì khi bạn đọc chú hay là tụng những câu chú này đủ nhiều và đủ lâu thì nó sẽ trở thành thói quen của bạn, và bạn sẽ trở thành tần số rung động của những câu chú này. Bởi vì những câu thần chú mantra như vậy có thể tác động đến trường năng lượng bên ngoài của bạn, hay còn gọi là thể năng lượng, thể dị thái, hào quang, trường năng lượng.
Và như vậy thì cơ thể vật lý bên trong của bạn cũng sẽ dần dần được thay đổi, bởi vì bạn sẽ trở thành những gì mà bạn nói hay những gì mà bạn làm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 5 câu thần chú tiếng Phạn linh nghiệm nhất giúp bạn hướng tới sự giàu có, hạnh phúc, tình cảm và thành công. Và các bạn nhớ hãy comment xuống bên dưới video hay là viết nốt vào cuốn sổ tay của mình những câu thần chú này nhé. Và câu thần chú đầu tiên đó là Om Mani Padme Hum. Đây được coi là một trong những câu thần chú linh thiêng và có sức mạnh lớn trong tâm linh, được truyền bá từ hàng ngàn năm trước đến nay. Câu thần chú này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, bởi vì nó không chỉ là một cách kết nối với vũ trụ và mang lại sự bình an cho tâm hồn, mà nó còn có thể giúp bạn giải quyết các mâu thuẫn và thù hận. Nếu như bạn đang tìm kiếm tài lộc, tình cảm và thành công, thì câu thần chú Om Mani Padme Hum này cũng có thể giúp ích cho bạn trong hành trình đó. Nó có thể đem lại sự may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, giúp cho bạn có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn và thử thách. Nên là bạn hãy dành thời gian để đọc và thực hành câu thần chú này, và bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh của nó, cũng như là sẽ nhận được nhiều lợi ích trong cuộc sống. Và bên cạnh đó, cho nên muốn nhắc rằng câu thần chú Om Mani Padme Hum còn được xem là một cách để nâng cao trực giác tâm linh và đạt được sự tinh tấn trong việc tu tập. Nó có thể giúp cho bạn tiếp cận được với bản chất thật sự của cuộc sống và giúp cho bạn có được một tầm nhìn rộng hơn về thế giới xung quanh mình, hay là điều mà Đức Phật hay gọi là giác ngộ. Nên là bạn hãy sử dụng câu thần chú này trong cuộc sống hàng ngày của bạn và cảm nhận sự khác biệt mà nó mang lại. Bạn có thể sử dụng câu thần chú này giúp cho bản thân và những người xung quanh bạn cảm thấy bình an và hạnh phúc hơn. Hoặc nếu bạn đang trải qua những thời điểm khó khăn và căng thẳng, thì bạn cũng có thể sử dụng câu thần chú này để giúp cho bạn giải tỏa stress và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống nhé. Từ bây giờ hãy để câu thần chú này trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, và bạn sẽ tìm thấy được sự an yên cũng như là hạnh phúc thật sự. Và câu thần chú thứ hai đó là thần chú Đạt Ma, Om Maha Mitra Yoga Siddhi Hum. Thần chú Đạt Ma là một trong những thần chú quan trọng nhất của các vị Lạt Ma Tây Tạng. Đây là một trong những công cụ hữu hiệu nhất trong việc xua đuổi những chướng ngại, đồng thời tăng cường sức mạnh tâm linh, hỗ trợ tài lộc, công danh và tình cảm cho bạn. Khi thực hiện câu thần chú này thì bạn sẽ cảm nhận được sự tĩnh tâm và yên bình trong tâm hồn. Điều này có thể giúp cho bạn nâng cao độ tập trung, giảm căng thẳng và lo âu trong cuộc sống hàng ngày, từ đó tăng tần số rung động của bạn, giúp thực hành luật hấp dẫn hiệu quả hơn. Ngoài ra thì câu thần chú này cũng có thể giúp cho bạn có thêm sự tự tin và sức mạnh để đối mặt với những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ và kiên cường hơn trong mọi tình huống. Vì vậy hãy sử dụng thần chú Đạt Ma để giúp cho bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trở thành một người tự tin, kiên cường và thành công hơn nhé. Và tiếp theo đó là câu thần chú Phật Mẫu, Om Saraswati Soha. Câu thần chú này rất phổ biến trong đạo Hindu và Phật giáo Tây Tạng, bởi ngoài việc giúp tăng trí tuệ, tăng năng lượng sáng tạo để bạn đạt được thành công trong sự nghiệp và tình yêu, thì nó còn có thể giúp cho bạn tập trung hơn và tăng cường khả năng ghi nhớ. Nếu như bạn muốn sử dụng thần chú này để tăng trí tuệ, thì hãy nhớ tập trung vào ý nghĩa của những từ mà bạn đang nói. Hoặc nếu bạn muốn sử dụng thần chú này để giúp bạn đạt được thành công trong sự nghiệp, thì hãy tưởng tượng rằng bạn đang làm việc với sự cố gắng tối đa và thành công. Còn nếu như bạn muốn sử dụng câu chú này để giúp cho bạn có được tình yêu, thì hãy tưởng tượng rằng bạn đang có một mối quan hệ tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng câu chú này để giúp cho bạn xả stress và giảm căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, tăng tần số năng lượng và cải thiện tinh thần tích cực hơn. Và câu thần chú tiếp theo đó là Om Maitreya Soha. Câu chú này không chỉ là một trong những câu thần chú quan trọng nhất trong tâm linh, mà nó còn được gọi là một trong những câu thần chú linh thiêng nhất trong lịch sử, bởi nó được cho là có khả năng giúp gieo trồng lòng từ bi và mang lại sự bình an cho tâm hồn, là một trong những điều kiện quan trọng giúp cho tần số của bạn được nâng cao nhanh chóng và luật hấp dẫn từ nó sẽ hiệu quả hơn với bạn. Đặc biệt hơn, câu thần chú này còn được cho là có thể thu hút tài lộc và thành công trong cuộc sống của bạn nhanh chóng. Nếu như bạn đang đối mặt với những thử thách và khó khăn trong sự nghiệp của bạn, thì hãy lặp lại câu thần chú này mỗi ngày để tăng cường sức mạnh tâm linh của bạn và có thể đạt được mục tiêu của bạn một cách nhanh chóng hơn nhé. Và ngoài những lợi ích trên thì câu thần chú này còn có khả năng giúp bạn giải quyết các khó khăn trong tình cảm nữa. Nên nếu bạn đang gặp phải vấn đề trong mối quan hệ của mình, thì hãy lặp lại câu thần chú này mỗi ngày để tìm được giải pháp cho vấn đề của bạn và người ấy nhé. Bên cạnh đó, nếu như bạn nào đang muốn tìm kiếm sự bình an và niềm tin trong cuộc sống, thì cũng có thể lặp lại câu thần chú này mỗi ngày và cảm nhận sự khác biệt mà nó mang lại cho cuộc sống của bạn hàng ngày. Và câu thần chú tiếp theo đó là thần chú Indra, Om Vajrapani Soha. Câu thần chú bạn có thêm sự bảo vệ và quyết tâm hành động mạnh mẽ.
giúp loại bỏ những chướng ngại trên con đường của bạn để đạt được tiền bạc, tình cảm hay thành công một cách nhanh chóng. Bởi theo các văn tự Tây Tạng cổ thì câu thần chú Indra này được coi là một trong những câu thần chú quan trọng bậc nhất. Nó được coi là một phương pháp để bảo vệ bản thân và đạt được sự thành công trong cuộc sống. Vì ý nghĩa của câu thần chú này là tạo ra một sự bảo vệ và hỗ trợ hành động mạnh mẽ. Nó được sử dụng để loại bỏ những chướng ngại trên con đường thu hút tiền bạc, tình cảm và thành công của bạn. Nên khi tụng niệm và phát âm câu thần chú này, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nên là để hiệu quả hơn thì bạn có thể lặp lại câu thần chú này một vài lần để tăng cường uy lực cho nó nhé. Ngoài ra, câu thần chú này còn được sử dụng để trấn áp các thế lực xấu, những năng lượng tiêu cực và mang lại may mắn cũng như là tài lộc cho bạn. Nên bạn có thể sử dụng câu thần chú này mỗi ngày giúp tăng cường sức mạnh và sự bảo vệ từ các vị thần hộ mệnh, từ các bậc thầy tâm linh trong cuộc sống của bạn. Một lưu ý mà Jenny muốn nhắc các bạn đó là để sử dụng các câu thần chú này hiệu quả thì bạn cần tạo ra một không gian thuận lợi cho việc thiền tập. Bạn có thể chọn ra một góc tâm linh yên tĩnh, trang trí nó bằng những vật dụng như là trận đồ tinh thể đá năng lượng hay là các viên đá thạch anh năng lượng. Bởi vì các viên đá thạch anh năng lượng như thế này, nếu được sắp xếp xung quanh góc thiền hoặc là cầm trong tay những viên đá đã được lập trình trước khi bắt đầu thiền, thì chúng sẽ mang lại một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, giúp cho việc thiền định hoặc là thu hút lực hấp dẫn của bạn được hiệu quả nhanh chóng. Và với những bạn nào chưa có các viên đá thạch anh như thế này để bắt đầu thì bạn có thể tham khảo hai set đá quan trọng là Ngự Linh Thạch và Ẩn Long Thạch. Cả hai set đá này được thiết kế để có đủ các loại đá hỗ trợ các khía cạnh cho các bạn như là tình cảm, công việc, tài lộc hay sức khỏe. Nó chỉ khác nhau ở độ hiếm của các viên đá thạch anh vàng và vàng găm trong set đá Ẩn Long Thạch. Và nếu như bạn chưa biết cách thanh tẩy và lập trình tinh thể đá thì có thể xem thêm hướng dẫn đặc biệt trong ebook sổ tay master mà Jenny sẽ để link tải về miễn phí cho các bạn ở bên dưới phần bình luận của video này, các bạn nhớ tìm nhé. Ok, và đó là 5 câu thần chú mantra mà Jenny thường xuyên sử dụng, đặc biệt là vào những thời điểm gặp phải nhiều khó khăn nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn như mỗi khi Jenny chuẩn bị bước lên sân khấu hay là xuất hiện trước camera trong những show phỏng vấn trực tiếp trên TV hay trong những sự kiện gặp gỡ các nhân vật quan trọng, thì Jenny sẽ luôn đọc những câu mantra này để có thể tin tưởng và chấp nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ từ vũ trụ tuôn chảy vào mình, để lúc đó không còn sự nghi ngờ, lo lắng hay sợ hãi, và Jenny mới có thể bước vào trạng thái mà người ta gọi là flow hay là khoảnh khắc xuất thần mà bất cứ một người nào làm về nghệ thuật, thi đấu, thể thao hay lãnh đạo chính trị cũng đều mong muốn có được. Và nếu bạn thực hành 5 câu thần chú này và luật hấp dẫn thường xuyên thì Jenny tin là bạn cũng có thể làm được như vậy. Và cũng rất cảm ơn dòng đá phong thủy Dương Gian Crystal với chất đá hoàn toàn thiên nhiên giúp tăng tần số năng lượng và thu hút mục tiêu của bạn nhanh chóng đã luôn đồng hành với chương trình. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhớ like, share, chia sẻ nó đến cho nhiều người cùng biết và đừng quên tìm link thỉnh đá năng lượng nhà Dương Gian bên dưới video nữa nhé. Và nhớ là hãy nhấn nút đăng ký, subscribe, bật thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để xem tiếp các video hấp dẫn mới vào tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.